thấy con riêng của người tình khóc quấy, không cho mẹ đi lấy đồ. Quân bực tức vung chân đạp vào đầu bé gây chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong. Rạng sáng ngày 30 tháng 11 năm 2021, Quân bắt được một con rắn nên sai chị N lấy đồ ra đựng. Chị N đặt con gái xuống nền nhà để đi lấy đồ. Bé khóc nên chị quay lại dỗ. Lúc này, Quân vung chân đạp vào vùng đầu và chân bé gái khiến cháu bất tỉnh. Cả hai người đưa nạn nhân qua thành phố Cần Thơ cấp cứu, nhưng đến 17 giờ cùng ngày bé gái tử vong. Theo kết quả khám nghiệm, bé B tử vong do chấn thương sọ não. Khi bị bắt, Quân khai mình là con nghiện nhưng đói thuốc nên đã không kiềm chế được bản thân. Ngày 11 tháng 1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Bắt tạm giam Nguyễn Minh Quân, 31 tuổi, ngụ Vĩnh Long, để điều tra hành vi giết người. Điều tra ban đầu cho thấy, Quân quen biết và từ Trà Ôn dọn về sống chung với người tình là chị N, 23 tuổi, tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ở nhà còn có con gái riêng chị N là bé GB, 2 tuổi.